Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Chiến sự đến trưa ngày 6 tháng 4, Nga nói bắn trực thăng Ukraine tính sơ tán tiểu đoàn Azov. Ngày 6 tháng 4, Mỹ và đồng minh chuẩn bị các biện pháp cấm vận mới nhằm vào Nga, trong khi tình hình chiến sự tiếp diễn chưa hạ nhiệt. Nga bắn trực thăng từ Mariupol. Quân đội Nga tuyên bố hôm 5 tháng 4 đã bắn rơi hai trực thăng Mi-8 của Ukraine đang tìm cách sơ tán các chỉ huy của tiểu đoàn Azov khỏi thành phố Mariupol ở miền Nam. Hãng tin TASS cho hay, được thành lập năm 2014, tiểu đoàn Azov được lực lượng bán quân sự có nguồn gốc từ các nhóm cực hữu và bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít. Đơn vị này được sáp nhập vào vệ binh quốc gia Ukraine và bị Nga quy trách nhiệm cho các vụ tấn công phá hoại ở Mariupol. Ukraine hiện chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Nga có thể đang có kế hoạch triển khai hàng chục ngàn binh sĩ ở đông Ukraine khi chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang phía nam và đông Ukraine. Reuters dẫn lời ông Sullivan nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng, tại thời điểm này, chúng tôi tin rằng Nga đang thay đổi các mục tiêu để tập trung vào các khu vực ở miền đông và miền nam Ukraine, hơn là nhắm vào phần lớn diện tích lãnh thổ. Mỹ cung cấp khí tài cho Ukraine. Chính quyền Washington thông báo sẽ cung cấp thêm lượng khí tài trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, nâng tổng khối lượng cung cấp cho nước này lên hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, theo AFP dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc. Ngoại trưởng các nước NATO sẽ gặp những người đồng cấp từ châu Á-Thái Bình Dương trong 2 ngày từ ngày 6 tháng 4 nhằm tăng cường hợp tác và đối phó về kinh tế và ngoại giao với Nga. Bên cạnh đó, dự kiến các bên sẽ đồng ý tăng cường cảnh giác đối với những diễn biến mới ở Đông Âu và kêu gọi Nga ngừng hành động ngay lập tức. Phương Tây gia tăng cấm vận Nga. Theo Reuters, Nhà Trắng cho biết những biện pháp cấm vận mới sẽ được công bố vào ngày 8 tháng 4. Đây là nỗ lực mới nhất, nhận được sự phối hợp từ Mỹ, nhóm các nền kinh tế thuộc G7 và Liên minh châu EU. Lệnh cấm vận mới dự kiến gồm nội dung cấm toàn bộ khoản đầu tư mới tại Nga, cấm vận các quan chức Nga và gia đình, gia tăng cấm vận các tổ chức tài chính doanh nghiệp Nga. Theo tờ Thời báo Phố Wall, ngân hàng lớn nhất của Nga là SBR Bank, ngân hàng Alpha Bank và hai con gái của Tổng thống Nga Putin cũng sẽ bị Mỹ cấm vận. Trong khi đó, châu Âu cân nhắc cấm nhập khẩu than đá từ Nga trị giá 4 tỷ euro mỗi năm. Các tàu do Nga sở hữu hoặc vận hành sẽ bị cấm sử dụng cảng biển của EU. Trước đó, Tổng thống Nga Putin lên án các biện pháp châu Âu đang áp dụng đối với tập đoàn khí đốt Gazprom của nước này ở châu Lục vì xung đột Ukraine và cảnh báo rằng Nga sẽ trả đũa. Trước các động thái trên, Chủ tịch Điện Kremlin cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm quốc hữu hóa tài sản của Nga, đồng thời gọi đó là con dao hai lưỡi. Tổng thống Putin cho biết Nga phải kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu lương thực của mình sang các quốc gia thù địch vì những lệnh trừng phạt của Nga với phương Tây đã làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng vọt. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo giá năng lượng tăng cao kết hợp với tình trạng thiếu hụt phân bón sẽ buộc phương Tây in tiền để thu mua các nguồn cung, dẫn tới tình trạng thiếu lương thực ở những nước nghèo hơn. Đam nước sôi lửa bỏng ở Ukraine, Nga điều dòng lửa S-400 Triumph đến Kaliningrad tập trận. Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống tên lửa phòng không Pantsir S-1 sẽ tham gia các cuộc tập trận nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở khu vực Kaliningrad của Nga, dịch vụ báo chí của hạm đội Baltic cho biết. Theo Interfax, cuộc tập trận mô phỏng sự xuất hiện của máy bay dù, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình của kẻ thù giả định. Theo dịch vụ báo chí của hạm đội, sau khi nhận được các thông tin báo cáo như vậy, quân đội Nga sẽ làm theo các thủ tục để triển khai hệ thống phòng không S-400 cũng như tìm kiếm xác định và hộ tống các mục tiêu quân sự. Trước đó, lực lượng phòng không của quân khu trung tâm Liên bang Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph trong các cuộc tập trận ở vùng Askarvan. Quân đội thực hiện chiến đấu ban đêm phóng tên lửa phòng không. Các tổ lái của hệ thống S-400 đã tấn công các mục tiêu mô phỏng tên lửa hành trình và đạn đạo. Hệ thống tên lửa S-400 do tập đoàn Almaz Antey của Nga phát triển là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn các loại hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4 năm 2007 và lần đầu tiên được triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. Hệ thống phòng không được mệnh danh là dòng lửa S-400 đã dễ dàng đẩy lui một cuộc không kích lớn bằng tên lửa. Các tên lửa mục tiêu tiến hành không kích được mô phỏng bắt chước các loại khí tài tấn công hiện đại nhất với các đặc tính về độ cao và tốc độ khác nhau. S-400 được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động. Tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy điều khiển, nó có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp. Thưa quý vị, trước những lo lắng về việc Nga có thể tấn công Donbass bất cứ lúc nào, lực lượng Ukraine đã đào hào thiết lập các vị trí phòng thủ xung quanh khu vực làng Karanopilia ở vùng Donbass để chuẩn bị cho cuộc tiến công của lính Nga.
Một sĩ quan cao cấp của Ukraine trả lời báo chí hôm 5 tháng 4 rằng Ukraine biết quân đội Nga đang tăng viện và sẵn sàng tấn công Donbass bất cứ lúc nào. Cũng trong ngày 5 tháng 4, làng Krasnopilia thuộc Donbass đã ghi nhận thấy tiếng nổ của pháo binh, không phải tiếng súng bắn ra từ vũ khí tự động. Đây là một dấu hiệu cho thấy đã có giao tranh trên bộ. Sĩ quan Ukraine cho biết các máy bay trực thăng của Nga đang tăng cường sự hiện diện trên khu vực này. Ông nói đây là dấu hiệu của một hoạt động quân sự quy mô lớn. Theo tiết lộ của sĩ quan quân đội Ukraine, lực lượng vũ trang của nước này đã sẵn sàng mặc cho sức ép quân sự từ phía Moscow ngày càng tăng lên. Pháo binh và thiết giáp được thiết lập dọc hai bên tuyến đường của làng Krasnopilia. Trong khu rừng liền kề, lực lượng Ukraine cũng thiết lập các vị trí phòng thủ kiên cố với nhiều thiết bị ngụy trang. Làng Krasnopilia nằm trên con đường nối thành phố Slavyansk và Kramatorsk do Ukraine kiểm soát với thành phố Izium, gần đây bị quân đội Nga chiếm giữ. Khi mùa đông kết thúc, địa hình khô cằn khiến việc di chuyển qua các cánh đồng trở nên khó khăn. Con đường giữa Izium và Slavyansk dường như sẽ đóng vai trò chiến lược trong cuộc tấn công được dự đoán của Nga ở Donbass. Các lực lượng Ukraine đã được triển khai trong khu vực này kể từ năm 2014, dọc theo chiến tuyến giữa Donetsk ở phía nam và Lugansk ở phía đông. Liên quan đến tình hình chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine, mới đây phía Nga đã đưa ra cảnh báo với Ukraine vì Kiev liên tục phớt lờ yêu cầu của Moscow. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko ngày 5 tháng 4 cho biết Moscow đã nhiều lần đề xuất cơ hội và rút khỏi thành phố Mariupol. Ông Konashenko nói rằng Nga tiếp tục đưa ra đề xuất này hôm 5 tháng 4. Tuy nhiên, những đề xuất này liên tục bị phía chính quyền Kiev phớt lờ. Theo ông Konashenko, nguyên nhân được cho là do Kiev. Nếu Kiev tiếp tục phớt lờ tối hậu thư, Mariupol sẽ được các đơn vị vũ trang Nga và lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng giải phóng khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, ông Konashenko tuyên bố. Trước đó, ông Mikhail Mizinshiv, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga hôm 4 tháng 4, kêu gọi các lực lượng Ukraine ở Mariupol đầu hàng. Ông Mizinshiv cho biết, quân đội Nga đề nghị các đơn vị của quân đội, các tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine, cũng như các tay súng ngoại quốc ngừng các hành động thù địch. Đây không phải lần đầu tiên Moscow đưa ra tối hậu thư kiểu này, song đến nay đều bị Kiev bác bỏ. Mariupol là một trong những chiến tuyến quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 40 ngày qua giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, liên quan đến quyết định mới đây của Nga về việc yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và Moscow sẵn sàng khóa van dầu với bất kỳ quốc gia nào không chấp nhận điều chỉnh này. Hôm qua ngày 5 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết Moscow sẽ không yêu cầu thực hiện điều chỉnh ngay lập tức và Nga sẽ để khoảng một thời gian để các quốc gia không thân thiện làm quen với thay đổi này. Ngày 5 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Moscow sẽ không yêu cầu các quốc gia kém thân thiện thanh toán khí đốt bằng đồng rúp ngay lập tức. Lưu ý rằng việc chuyển đổi có thể là một quá trình dần dần. Ông Peskov cho biết, Moscow không vội vàng, đây là hành động diễn ra theo từng giai đoạn, rất thận trọng và có xem xét thực tế, kinh tế và tài chính hiện nay trên thị trường toàn cầu. Chắc chắn không có chỗ cho những thay đổi đột ngột. Theo ông Peskov, đây phải là một hoạt động hoàn toàn được suy nghĩ kỹ lưỡng, từ từ và được điều chỉnh cẩn thận, không thể hành động khác được. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp kể từ ngày 1 tháng 4. Biện pháp này được coi là động thái đáp trả các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây lên Moscow. Bên cạnh đó, ông Putin cũng cho biết rằng tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield ngày 5 tháng 4 cho biết, việc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thể, mặc dù phương Tây đang nỗ lực hết sức để cô lập Nga. Phát biểu với MSNBC, bà Linda Thomas Greenfield cho biết, Hội đồng Bảo an được tạo ra sau khi Liên Hợp Quốc thành lập sau Thế chiến thứ hai. Nga là một thành viên của Hội đồng Bảo an. Đó là sự thật. Chúng ta không thể thay đổi sự thật đó, nhưng chúng ta chắc chắn có thể cô lập họ trong cơ quan này và khiến sự hiện diện của họ trở nên không hề dễ chịu. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Washington và các đồng minh đang nỗ lực loại trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24 tháng 2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua hai nghị quyết chỉ trích Nga với ít nhất 140 phiếu thuận. Trong khi đó, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Lebensia
nói rằng Nga xem những nỗ lực của phương Tây nhằm loại bỏ nước này khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là điều không thể chấp nhận được. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra từ trước tới nay, và việc làm này sẽ cản trở quá trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông Vasily Nebenzia nhấn mạnh. Áp lực trung lập của Ấn Độ trong xung đột Nga-Ukraine. Khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài, ngày càng có nhiều áp lực lên Ấn Độ phải làm rõ quan điểm tự chủ chiến lược của mình. Giữa dòng chảy liên tục của trật tự thế giới, với tư cách là một cường quốc đang nổi lên, Ấn Độ cần khẳng định chỗ đứng của mình trong quá trình tái cấu trúc toàn cầu này. Trên thực tế, vị thế của Ấn Độ rất phức tạp. New Delhi có thể nhận thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ với Moscow có thể dọn đường cho quan hệ đối tác Nga-Trung-Pakistan. Nga muốn ràng buộc Ấn Độ thông qua việc cung cấp và chiết khấu cao dầu uran, được coi là một hình thức làm nghiêng cán cân tự chủ chiến lược của Ấn Độ. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy câu chuyện châu Á và thế giới để cô lập Ấn Độ và phương Tây. Vì vậy, Ấn Độ phải khẳng định vị thế quốc gia trong bối cảnh chia rẽ phức tạp khi ứng xử với các cường quốc phương Tây. Phản hồi xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đã đề ra 6 nguyên tắc để đặt đất nước và vị trí Ukraine đối phó với một nước láng giềng hùng mạnh trong các mục đích nhất định trên lãnh thổ của mình. Thay vì phản ứng gay gắt, New Delhi đã kêu gọi Moscow tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia. Cuộc đối đầu tiếp tục giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ khiến Nga trở nên yếu thế hơn so với Trung Quốc. Hệ quả sẽ là một Trung Quốc quyền lực hơn, điều mà Ấn Độ và thế giới không hề mong muốn. Do đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phải tận dụng thái độ trung lập của nước này để thúc đẩy ông Putin chấm dứt chiến sự và lựa chọn đối thoại. Khí tài cho Ukraine ngày càng nhỏ giọt, Nga đảo tỷ số 3-1, cái kết cuối cùng đã lộ rõ. Ukraine đã không bị đánh bại, mặc dù phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn với Nga. Nhưng nếu không có sự thay đổi các nguồn lực trên chiến trường, mọi chuyện sẽ khác. Sự rút lui bất ngờ. Việc Nga rút quân gần như hoàn toàn khỏi Kiev và phía bắc Ukraine có vẻ bất ngờ hơn so với dự đoán của hầu hết giới quan sát. Các quan chức khu vực Ukraine cho biết sẽ cần thêm thời gian nữa trước khi bức tranh sau cùng lộ diện. Nhưng các lực lượng của Moscow hiện đang nhanh chóng rút lui khỏi Kiev, Chernihiv và Sumy, điều dấy lên những suy đoán về tính toán thực sự của Nga. Sự đảo ngược chóng vánh của Nga khiến công chúng cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt khi nước này vội vàng thu hồi cả một số đơn vị vốn đang thắng thế trên các mặt trận như Sumy. Trong khi con đường tới Chernihiv, nơi có nguy cơ bị bao vây, giờ đã được mở về phía tây nam thủ đô. Theo The Guardian, Kiev giờ đây có thể thở trở lại. Ngày tháng nguy hiểm đã qua và việc rút lui hoàn toàn của quân Nga có nghĩa là thủ đô không còn trong tầm bắn của pháo binh, mặc dù nơi đây vẫn có thể bị tấn công bởi tên lửa của Nga phóng từ Belarus. Vấn đề của Nga là lực lượng nước này đã phải nhận những tổn thất đáng kể từ cuộc tấn công đa mặt trận không hiệu quả như mong đợi. Theo Mark Gansian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Mỹ nhận định, có thể Nga đã mất khoảng 1/4 lực lượng chiến đấu ban đầu. Các ước tính khác từ các quan chức phương Tây cho thấy, hiệu quả chiến đấu của Nga có thể bị suy giảm 1/5 đến 1/6. Sự rút lui vội vàng có thể là sự thừa nhận rằng, lực lượng Nga ở nhiều khía cạnh đã kiệt sức và cần phải tập trung vào hoạt động chính, đó là kiểm soát Mariupol ở phía Nam và một chiến dịch quân sự ở vùng Donbass, nơi lực lượng của Ukraine đang tập trung. Diễn biến sắp tới vẫn còn chưa rõ ràng, Nga vẫn còn khả năng và ý định tiến công, và trong đó các lực lượng nước này đang áp sát phía nam của Izum, một điểm chiến lược quan trọng nhằm bao vây quân đội Ukraine đang đối mặt với lực lượng ly khai Donetsk và Lugansk ở phía đông. Nhưng có vẻ như Nga đang gặp phải khó khăn hơn khi tiến lên phía bắc để triển khai từ Velika Novosibirsk, cách Mariupol 100 km về phía bắc, và sau gần 7 tuần chiến đấu căng thẳng, không có điều gì chắc chắn dành cho Nga. Tỷ số 3-1. Nếu Nga muốn đẩy lùi các lực lượng của Ukraine ở gần Donetsk và Lugansk, họ sẽ phải đối mặt với đối thủ đã có sự chuẩn bị suốt 5 năm. Điều này sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của pháo binh hạng nặng và sử dụng khí tài tổng hợp, bộ binh, xe tăng, pháo binh, sức mạnh không quân, thứ mà chúng ta chưa thấy xuất hiện cho đến nay. Ben Berry, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết. Cùng với đó, giới phân tích cho rằng, Nga sẽ cần thêm quân tiếp viện cũng như vực dậy tinh thần của binh sĩ được cho là đã chồng chênh sau gần một tháng chiến dịch. Đã có những báo cáo về sự xuất hiện của lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner của Nga với số lượng ước tính khoảng 1.000 người ở Donetsk. Dù có thật hay không, đây cũng không phải là sự thay thế cho các lực lượng chính quy được đào tạo bài bản. Đó là vấn đề của Nga, nhưng ở hướng ngược lại, Ukraine cũng không phải đang có những điều kiện thuận lợi nhất. Ukraine sẽ nhận ra bản chất của cuộc chiến đã thay đổi, các đường tiếp tế, đặc biệt là khí tài từ phương Tây đã trở nên nhỏ giọt hơn. Mặc dù có các cuộc phản công đáng chú ý, không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Ukraine có khả năng đẩy lùi lực lượng Nga nếu như Moscow đạt được các điều kiện cần thiết ở mặt trận phía Đông và phía Nam. Những lời kêu gọi về hỗ trợ máy bay và xe tăng đã không được lắng nghe. Nếu Nga cố gắng đào sâu, cán cân quân sự, vốn thường nghiêng về phe phòng thủ với tỷ số 3-1 sẽ bị đảo ngược.
nếu lực lượng Nga có thể hoàn thành mục tiêu kiểm soát Mariupol, điều này đồng nghĩa với việc kiểm soát phía Nam giữa Crimea và Donbass. Cùng với phong tỏa Odessa, Ukraine không còn đường tiếp cận biển. Ukraine đã không bị đánh bại, mặc dù phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn ở Donbass, nhưng nếu không có sự thay đổi các nguồn lực trên chiến trường, nước này có thể một lần nữa bị chia cắt trên thực tế, The Guardian nhận định.